65 độ F về phía mặt trời. Thưa quý vị, mặt trời mọc vào lúc là 5 giờ 52 phút sáng và lặn vào lúc là 8 giờ tối. Kính thưa quý vị, một vài tin tức khí hậu và thời tiết. Đến bây giờ thì tất cả các hình hình khí hậu và thời tiết tại miền Nam Cali Việt Nam hình như không mấy thay đổi, trời rất là tốt trong sáng. Buổi sáng thì có thể nó có một ít mây mù mà thôi. Tuy nhiên, tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề khí hậu thời tiết, chúng ta tập trung vào tiểu bang Louisiana. Cơn bão Fluddy, có thể nói đây là một trong những cái trận bão quan trọng mà cơn bão Barry đã có thể nói đem đến một cái nguồn thiệt hại rất lớn. Đến nay thì gần có 11 triệu người hiện nay trên con đường di tản ra khỏi Barry. Tất cả những sự kiện liên quan đến bão Barry hôm nay có một cái tính cách là khẩn cấp như thế nào, thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, một cơn bão có tên là Barry đã chậm chạp trong đất liền vào thứ hai, đã mang đến một mối đe dọa của mưa lớn cũng như là lốc xoáy. Trận mưa lớn nhất vào sáng thứ hai là từ Tây Nam và Trung Nam của Louisiana đến với Tây Nam Mississippi. Với những cái cơn mưa lớn ở các khu vực trũng thấp đã bắt đầu thấy lũ lụt như là các thành phố là Jonesboro ở Arkansas và hơn 50.000 ngôi nhà cũng như là doanh nghiệp không có điện vào sáng thứ hai. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta nghĩ rằng cơn bão Katrina là một trong những Carita là một trong những cái sự kiện đã làm cho người dân của tiểu bang Louisiana lâm vào những cảnh khốn đốn vào năm 2005. Nhưng đến bây giờ thì người ta lo ngại có thể liệu những tất cả những con đê có đủ sức để ngăn chặn tất cả lẫn làn nước lũ từ Mississippi, cũng giống như tất cả những sự kiện mà làm cho chúng ta thấy khó có thể giữ vững được 11 triệu người hiện nay có thể đang đối diện với những cơn bão gọi có tên là Barry. Những cái sự kiện này đã cho thấy rằng hệ thống mà đê điều ở tại Louisiana, đặc biệt là tại thành phố New Orleans, có được ngăn chặn nổi tất cả những làn sóng nước lũ hay là không? Đó là một câu hỏi mà tất cả các những người lính vệ binh quốc gia hiện nay đang có mặt tại New Orleans đang chuẩn bị để giúp đỡ đưa di tản con số những con người tránh bão lụt có thể nó càng ngày càng gia tăng rất nhiều. Chúng tôi theo dõi tất cả các sự kiện ở thành phố New Orleans và sẽ để dẫn đến quý vị tất cả những gì mà chúng tôi nghĩ rằng cần thiết để gửi đến quý vị tất cả những tin liên quan đến vấn đề bão lụt. Bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại một trong những sự kiện quan trọng mà chúng tôi đã nói từ lâu, kính thưa quý vị, đó là cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Liệu cuộc chiến tranh này đã được Tổng thống Donald Trump cùng với ông Chủ tịch Tập Cận Bình G2 trong buổi gặp mặt G20 ở tại thành phố Osaka, có thể họ đã nói lên và có hy vọng làm những điều gì để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên? Kính thưa quý vị, lẽ nhiên cuộc chiến tranh thương mại đang gây thiệt hại cho Trung Quốc. Tăng cường kinh tế, tăng trưởng kinh tế này nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm qua. Tổng sản phẩm tăng 6.2% trong quý gần nhất, tốc độ tăng trưởng quý chợ có thể nói đây là một trong những tốc độ tăng trưởng chậm nhất vào năm 1992 đến hôm nay. Trong quý trước thì cái GDP tăng trưởng từ 6.4%, bây giờ thì là mọi thứ sẽ không còn tốt như những gì mà chúng tất cả những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã mong đợi vào những ngày vừa qua. Cục thống kê quốc gia Trung Quốc dự đoán nền kinh tế của đất nước này sẽ tiếp tục đối mặt với một áp lực giảm giá. Và trong nửa cuối năm nay, văn phòng cho biết Mỹ và Trung Quốc gần đây đã đồng ý khởi động lại tất cả các cuộc đàm phán trong cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều tháng của họ. Và những sự đồng thuận giữa các nhà quan sát và doanh nghiệp là một thỏa thuận mà là một trong những cái sự việc trên cần phải có một cái thời gian dài. Như Xuân Quỳnh đã thấy trong bao nhiêu thời gian qua, chúng ta đã nói đến vấn đề chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và tất cả những lời hứa hẹn tốt đẹp giữa hai bên hy vọng rằng họ có thể giải quyết được cuộc chiến tranh này. Đặc biệt nhất là vừa qua ở trong cuộc họp Osaka thì người ta hy vọng một tia sáng lóe lên giữa hai bên có thể có những cái đàm phán và những giải quyết hữu hiệu. Nhưng đến bây giờ thì tất cả mọi sự kiện đều không đúng như ý muốn. Ông Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa mua tới 16 tỷ đô la hàng hóa nông phẩm của Hoa Kỳ, nhưng đến bây giờ cũng chỉ là những lời hứa mơ hồ mà thôi. Vậy chúng ta cảm thấy rằng liệu chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc có đem lại một cái sự ổn định cho tình hình kinh tế thế giới hay là không? Bây giờ thì tất cả những sự kiện đó chúng ta phải nói đến một vài cái. Thứ việc trước tiên là... Thưa quý vị, và vừa qua thì Malaysia cũng đã tịch thu hơn 240 triệu đô la của tập đoàn dầu khí Trung Quốc. Chính phủ Malaysia vào hôm nay đã tịch thu hơn với số tiền là 243 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng của công ty kỹ thuật đường ống dầu khí thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc, do đơn vị này không hoàn toàn thành dự án ống dẫn cho Malaysia. Tôi hiểu rằng 80% chi phí đã được thanh toán, nhưng mới chỉ có 13% công việc được hoàn thành. Chính phủ Malaysia đã có quyền thu lại số tiền này do dự án đã bị chấm dứt. Thủ tướng Malaysia đã cho biết, một ngân hàng có tên là
SBC Malaysia, nơi mà CPP đã mở tài khoản lưu trữ tiền, đã từ chối bình luận. Công ty Trung Quốc cũng chưa nêu lên tiếng về hành động này của Kuala Lumpur. Thủ tướng Malaysia đã khẳng định là ông không lo lắng về phản ứng của Bắc Kinh với quyết định tịch thu số tiền trên. Tôi không nghĩ là Trung Quốc sẽ cảm thấy khó chịu về điều này. Chúng tôi không lấy số tiền thanh toán cho phần việc đã hoàn thành. Thủ tướng cũng đã chia sẻ thêm. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà chúng ta nghĩ rằng là tất cả những gì liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên sẽ làm, có thể nói, làm cho tình hình càng ngày càng rắc rối nhiều hơn. Lẽ nhiên CPP đã giành được một cái hợp đồng xây dựng đường ống dầu khí dài tới 600 km trị giá 2 tỷ đô la hồi năm 2016 dưới thời chính quyền của cựu thủ tướng Najib Razak. Dự án này đã bị hủy sau khi ông Mahathir Mohamad đánh bại đối thủ Jarish vào trong cuộc bầu cử vào năm 2018. Đây là một trong những sự kiện quan trọng mà có thể nói làm cho chúng ta nghĩ đến tất cả những gì liên quan và một cái tập đoàn xây dựng có thế lực đối với Trung Quốc có thể là bị tan vỡ, tan rỡ. Tất cả những sự kiện này đã nói lên một trong những cái vấn đề là cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên có thể đi đến một chỗ tồi tệ trong tương lai. Bây giờ quý vị cùng với chúng tôi trở lại một trong những sự kiện quan trọng sáng nay mà Tổng thống Donald Trump vừa mới đưa ra. Tất cả những quốc gia ở trên thế giới chiếu theo cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào năm 1948 đều chấp nhận vấn đề gọi là tị nạn chính trị. Và tất cả những người có thể nói bất đồng quan điểm ở trong cái quốc gia của mình đang sống về vấn đề lý do chủng tộc, về lý do gọi là quốc tịch của mình, vì lý do tôn giáo, về lý do quan điểm chính trị của mình, cũng giống vì lý do có thể nói rằng là cưỡng bức và trái với cái con người nhân quyền của con người, đều có quyền đi đến một cái quốc gia gọi là Asylum Seeker Country, tuy nhiên là cái quốc gia tầm trú để xin gọi là tầm trú trong lúc chờ đợi một cái quy chế tị nạn chính trị. Tuy nhiên hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái gọi là cái dự luật mới và ông bất chấp tất cả và ông không chấp nhận tất cả những người nào xin tầm trú và những người đó đến ở Nam Mỹ qua đường biên giới của Mỹ Tây Cơ. Đây là một trong những gọi có thể nói là giải quyết rất lớn lao của Tổng thống Donald Trump và có thể nói để chấm dứt cái làn sóng những người càng ngày càng có sử dụng đường biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ để di dân một cách bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đây là một trong những sự kiện có thể gây nhiều tranh cãi trong những giới chức ở quân đội cũng giống như tất cả những nhân vật hoạt động cho vấn đề nhân quyền của con người. Như chúng ta, 80 những người Việt chúng ta đã rời khỏi Việt Nam. Từ đó họ đến xin nhập gọi là Asylum Seeker Country đến với những quốc gia như Á, như là Indonesia và sau đó qua một cái sự chuyển tiếp và chúng ta sẽ đi đến định cư ở quốc gia thứ ba. Lần này thì có thể nói người ta đã không làm như vậy đối với Hoa Kỳ và Tổng thống người thuộc tất cả những quốc gia ở Nam Mỹ bao gồm Guatemala, Honduras, El Salvador và những người này họ đến có thể nói làn sóng những người này đã tạo nên một cái khủng hoảng di dân ở tại Hoa Kỳ. Hiện nay thì Hoa Kỳ có tới 11 triệu người sống bất hợp pháp và chính phủ Hoa Kỳ cũng chưa có một cái gọi là đường lối chính sách hữu hiệu nào để giải quyết vấn đề 11 triệu người. Trong lúc đó thì làn sóng hàng có thể nói hàng ngày bao nhiêu người cứ tập trung ở tại biên giới tạo nên một cái cơn khủng hoảng mà như Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu xây một bức tường. Nhưng đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump sáng nay đã quyết định có một cái quyết định táo bạo là ông không nhận những người tầm trú đến từ những quốc gia đó. Liệu chúng ta chờ xem vấn đề di dân ở tại Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào? Thưa quý vị, vừa qua thì một cuộc ruồng bắt khắp nước Mỹ nhằm vào khoảng 2.000 di dân bất hợp pháp. Đây là một cái lệnh tòa án là bị trục xuất đã khởi sự tiến hành vào hôm Chủ nhật 14 tháng 7 ở 9 thành phố lớn của tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói đã cuộc diễn ra ruồng bắt đã diễn ra ở tại Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, tại Houston, Los Angeles và tại Miami, Florida cũng giống như New York và San Francisco. Theo tin từ giới chức cao cấp của cơ quan di trú, bản tin của hãng thông tấn UPI cho biết thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana lúc đầu còn ở trong danh sách những cơ quan sở di trú nói, nhưng sau đó sở di trú đã đưa ra một cái kế hoạch hoãn lại vì ảnh hưởng của trận bão Barry đang xảy đến với thành phố New Orleans. Phát ngôn viên Matthew Burke của cảnh sát di trú ICE đã nói với cơ quan thông tấn CNN rằng họ sẽ không bình luận gì về chiến dịch ruồng bắt này, nhưng khẳng định là phần lớn nhằm vào những người bị coi là thành phần và đối tượng nguy hiểm.
IC đặt ưu tiên bắt giữ và trục xuất những di dân bất hợp pháp hiện là mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia và an toàn công chúng và an ninh biên giới, theo phát ngôn viên của Buki. Ông Matt Abend, một quyền giám đốc của IC, cũng đưa ra một phát biểu tương tự trong chương trình ở kênh truyền hình Fox và đã nói rằng cơ quan này chỉ thi hành các phán quyết được tòa án đưa ra mà thôi. Tại Florida thì hầu hết tất cả các nhân viên IC đã được thấy gõ cửa các căn nhà gần phi trường Miami International Airport vào hôm Chủ nhật. Và trong khu vực nông thôn có nhiều di dân sinh sống là Immokalee. Vào hôm thứ Sáu, tuy nhiên không thấy báo cáo nói gì về những người bắt giữ. Và theo lời phát ngôn viên của Melissa Tavares thuộc tổ chức là Florida Immigrant Coalition và Liên minh những người di dân ở tại Florida, thì nói rằng cũng vẫn như theo bản tin của tờ LA Times nói vào sáng sớm Chủ nhật, không có một tin tức gì về tất cả các hoạt động của ICE, nhưng con số những người ICE bắt giữ và trục xuất về có thể nói trên toàn quốc đã lên tới 2.000 người. Chúng ta chờ xem tất cả những đối tượng có thể nói nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã được chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là qua cơ quan ICE, giải quyết như thế nào. Quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Vì đã từ lâu chúng ta nói đến cuộc chiến tranh giữa tất cả các nghị sĩ cấp tiến của đảng Dân Chủ với Tổng thống Donald Trump càng ngày càng gia tăng. Và hôm nay một trong những sự kiện quan trọng đã dẫn đến cho tất cả những người theo dõi tình hình chính trị tại điện Capitol Hill và cho thấy rằng đến bây giờ thì hình như cuộc chiến tranh này đã lộ diện một cách rõ ràng. Tổng thống Donald Trump đã nói với tất cả các nhân vật và có mặt ở tại Washington, tại White House rằng bộ tứ dân biểu Dân Chủ, ông nói đến vấn đề những tất cả những vị dân biểu nữ trẻ của đảng Dân Chủ hãy về xứ đi vì những người này là những người không phải lớn lên và sinh ra tại Hoa Kỳ. Xuân Quỳnh theo dõi tất cả những sự kiện thì cho thấy Tổng thống Donald Trump đã nói như thế nào. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 14 tháng 7 đã nói với một nhóm nữ dân biểu Dân Chủ, đa số đều sinh ra tại Hoa Kỳ, bảo họ là hãy quay về xứ sở nơi mấy người ra đi mà giúp chứng chỉnh lại hệ thống cầm quyền hoàn toàn vô hiệu quả, đầy rẫy tội ác của mình đi. Một bình luận bị đảng Dân Chủ lên án là có tính cách kỳ thị chủng tộc, theo như Reuters đưa tin. Kính thưa quý vị, phần lớn tất cả những người dân nữ dân biểu này có thể nói đã được lớn lên và trưởng thành tại Hoa Kỳ, nhưng nguồn gốc và của họ thì là ở những quốc gia ở những xứ như là Trung Mỹ hoặc là tại Nam Mỹ. Và Tổng thống Donald Trump đã không ngại chỉ trích họ, đã đến lúc quý vị hãy ngừng lại tất cả những sự kiện chỉ trích chính phủ, và quý vị có thể được thì quý vị hãy trở về lại tất cả cái xứ sở nguyên thoáng của quý vị để có thể giúp cho tất cả các cơ quan chính phủ tại những quốc gia này chấn chỉnh lại hệ thống cầm quyền của họ và để làm sao vô hiệu hóa tất cả một cái chế độ đầy dẫy tội ác của mình đi. Trong một loạt tiếp ở trên trang tweet của Tổng thống Donald Trump, ông ta đã nói thật là nực cười khi thấy các nữ dân biểu đảng Dân Chủ thuộc thành phần gọi là cấp tiến, vốn đến từ các quốc gia nơi quần máy chính phủ là một thảm họa tàn diện, chỉ bảo người dân Mỹ một cách có ác ý về cách nên điều hành chính phủ của chúng ta như thế nào. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump không nêu đích danh tên ai, nhưng hình như ông muốn đề cập đến bốn phụ nữ dân biểu đang có nhiệm kỳ đầu tiên tại Quốc hội, gồm có bà Alexandria Ocasio-Cortez, đại diện cho New York, và cô Ilhan Omar, đại diện cho tiểu bang Minnesota, Ianva Presley, đại diện cho tiểu bang Massachusetts, và Radhika Talis, mang ở tiểu bang Michigan. Bộ tứ này hay chỉ trích Tổng thống Donald Trump và đương kim thủ lãnh đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Trong bộ tứ chỉ có bà Osma xuất thân từ một gia đình đã rời Somalia sang tị nạn, người là sinh ra tại bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Và gia đình bà tới Minneapolis vào năm 1997. Bà Ocasio-Cortez sinh từ thành phố New York, nơi Tổng thống cùng với Tổng thống Donald Trump. Bà đã trả lời trên trang tweet rằng, thưa Tổng thống, đất nước nơi tôi xuất phát cũng là đất nước mà tất cả chúng ta đều thề sẽ bảo vệ là Hoa Kỳ. Bà nói thêm, ông tức giận vì ông không thể hình dung ra một nước Mỹ trong đó có chúng ta. Ông cậy vào một nước Mỹ sợ hãi để tha hồ khai thác. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi, thành viên của đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang California mới đây, cũng đối đầu với nhóm bộ tứ trong một vụ tranh chấp nội bộ càng ngày càng gay gắt. Lần này đã góp tiếng với các đồng nghiệp Dân Chủ khác bên vực nhóm bốn nữ dân biểu trong cuộc. Bà Pelosi miêu tả ý kiến của ông Tổng Trump là mang tính cách bài ngoại. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà có thể nói cuộc chiến này càng ngày càng gia tăng rất nhiều. Đến bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại một trong những sự kiện mà tuần qua chúng tôi đã nói đến rất nhiều về sự việc một trong những nhà tỷ phú hiện đang bị xét xử và ông vẫn đang bị bắt giữ tại tiểu bang New York. Đến bây giờ thì chúng ta nói liệu ông Jeffrey Epstein có được quyền để tại ngoại hay không?
các công tố viên liên bang để chuẩn bị cho một cái cuộc gọi là cuộc chiến tại ngoại hôm thứ Hai hôm nay, và cho biết bằng chứng chống lại nhà tài chính Jeffrey Epstein đang phát triển mạnh mẽ hơn vào ngày hôm nay, khi nhiều phụ nữ liên lạc với họ trong những ngày gần đây để nói rằng anh ta đã lạm dụng khi họ chưa đủ tuổi. Thưa quý vị, các công tố viên cũng cho biết là ông Epstein, 66 tuổi, là một nguy cơ và nguy hiểm đối với cộng đồng và nên bị bắt giữ cho đến khi mà ông ta được đưa ra tòa xét xử, báo cáo cho tuyệt tuyển dụng cũng như là lạm dụng hàng chục cô gái chưa đến tuổi vị thành niên tại New York và Florida vào đầu những năm 2000. Kính thưa quý vị, lẽ nhiên luật sư của Jeffrey Epstein đã cho rằng đã phản bác tất cả những cái luận điệu cho hàng rằng là vấn đề đã chưa có một cái lời buộc tội nào và chưa có một cái hành động nào xác nhận rõ ràng là ông đã phạm tội kể từ nhận tội lôi kéo một trẻ vị thành niên về tội bán dâm ở Florida vào năm 2008. Và chính phủ liên bang đang từ bỏ một thỏa thuận 12 năm không truy tố anh ta. Họ nói rằng anh ta nên được phép chờ xét xử khi bị quản thúc tại biệt thự Manhattan trị giá 77 triệu của mình với sự giám sát điện tử. Theo một bản đệ trình vào tối thứ Sáu thì tới thẩm phán quân Richard Berman của Hoa Kỳ, các công tố viên đã tiết lộ thông tin mới về một cuộc điều tra của họ và lý do tại sao họ cho rằng Epstein là thành phần nguy hiểm. Họ nói rằng một số phụ nữ khác trong nhiều khu vực và lĩnh vực mà đã có vấn đề liên quan đến pháp lý đã tự nhận mình là nạn nhân của Jeffrey Epstein. Epstein đã lạm dụng họ khi còn là trẻ vị thành viên. Ngoài ra, hàng chục cá nhân khác đã gọi cho chính phủ để báo cáo thông tin về Epstein và các cáo buộc mà ông phải đối mặt với các công tố viên đã cho biết như vậy. Các công tố viên cho biết họ tin rằng Epstein có thể đã cố gắng ảnh hưởng đến các nhân chứng sau khi phát hiện rằng anh ta đã trả tổng cộng là $350,000 cho hai cá nhân, bao gồm một nhân viên cũ vào năm ngoái. Điều đó đã xảy ra sau khi tờ báo Miami Herald đã báo cáo tất cả các tin tức và các tình tiết của bản án của Tòa án Liên bang vào năm 2008, dẫn đến án tù 13 tháng và thỏa thuận của anh ta để tránh bị truy tố liên bang. Thưa quý vị, vào quá trình hành động này và đặc biệt là thời điểm của nó thì cũng cho thấy là bị cáo đang cố gắng gây ảnh hưởng hơn nữa đến với những kẻ đồng mưu, những người đã có thể là cung cấp những thông tin chống lại anh ta trước những cáo buộc tái xuất hiện gần đây. Các công tố viên của nhóm cũng cho biết thỏa thuận biện hộ bí mật kéo dài hàng thập kỷ đã khiến cho Bộ trưởng Lao động là Alexander Acosta đã từ chức vào tuần trước. Ông Acosta đã bị chỉ trích là đổi mới sau khi mà Epstein bị bắt giữ về thỏa thuận không có truy tố vào năm 2008, mà ông ta giám sát với tư cách là luật sư Hoa Kỳ ở Miami. Tất cả các người hiện nay đang là bị truy tố bởi hiến pháp Hoa Kỳ có thể có nộp đơn và xin qua luật sư của mình để được tại ngoại, gọi là tiền bail. Nhưng đối với ông Jeffrey Epstein là một trong những người rất gọi người ta gọi là thành phần nguy hiểm, vì ông là một người ở trong tay có quyền lực và có tiền bạc rất nhiều. Bởi thế, với phương tiện cơ hữu của ông có thể rời khỏi Hoa Kỳ dù không có cái loại là passport của ông. Tất cả những chiếc tàu, tất cả những tiện nghi gọi là tốn tiền rất nhiều có thể được ông Jeffrey Epstein sử dụng để trốn khỏi Hoa Kỳ. Bởi thế, dù cho chiếc còng điện tử đeo ở chân và hoặc là vấn đề tại ngoại ở trong cái biệt thự 77 triệu đô la của ông, giám tất cả các công tố viên vẫn nghĩ rằng ông vẫn có cơ hội để trốn khỏi cái mạng pháp luật của Hoa Kỳ. Bởi thế, vấn đề hiện nay đang xét xử và đang nghiên cứu liệu ông có được tại ngoại hay là không. Tất cả những cáo buộc trong các bản các cáo trạng, công tố viên cũng xem xét bằng hàng chục tập tin điện tử bị thu giữ trong một cuộc đột kích vào nơi cư trú của ông Epstein sau vụ bắt giữ ngày 6 và ngày 7. Tìm thấy nhiều bức ảnh, hơn hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh khỏa thân của các cô gái trẻ đã bị cáo buộc trước tất cả các phiên tòa xét xử tuần trước. Trong một bản đệ trình lên thẩm phán, luật sư của Epstein nói rằng thân chủ của họ đã có một hồ sơ trong sạch kể từ khi anh ta bắt đầu đăng ký là một tội phạm tình dục sau khi bị ký kết án tại Florida. Họ nói rằng những lời buộc tội chống lại Epstein là bên ngoài, là vấn đề không có gì liên quan đến vấn đề gọi là luật hình sự. Và tất cả những sự kiện này ép buộc cho thân chủ ông đã bị một trong những gọi là sự chỉ trích công khai và dư luận không mấy tốt về ông Jeffrey Epstein. Trong lúc đó thì các công tố viên cho biết những nỗ lực của các luật sư bào chữa nhằm mô tả tội ác của Epstein là mại dâm đơn giản, không chỉ là gây khó chịu mà còn là hoàn toàn không liên quan, vì luật pháp liên bang không công nhận khái niệm gái mại nhâm, chỉ có nạn nhân buôn người, vì một lớp trẻ không thể đồng ý khác được khai thác. Kính thưa quý vị, luật pháp đến bây giờ thì chưa có những cái gọi là những khái niệm công nhận về vấn đề mại dâm. Đây chỉ có là một hình thức buôn người theo tất cả các công tố viên đã đưa ra sáng nay. Chúng ta chờ xem liệu Xuân Kinh nghĩ rằng ông Jeffrey Epstein có được tại ngoại hay là không nào.
với số tiền mà ông có thì rất là khó để trả lời câu hỏi này. Khi mà vào những năm trước thì tại Florida ông đã có những cái thời gian thoải mái lúc mà bị ngồi tù. Lẽ dĩ nhiên thì khó có thể nói được rằng là liệu ông cũng là một trong những người công dân của Hoa Kỳ, ông cũng được đối xử công bằng đối với tất cả những gì mà Hiến pháp Hoa Kỳ đề ra cho tất cả những người khác. Nhưng tất cả các công tố viên, nếu họ có những cái lý do chính đáng và họ nghĩ rằng ông Ramsey Houston này với số tiền, với cái gia tài cách xù của ông thì ông có đủ phương tiện để có thể trốn khỏi, rời khỏi cái lãnh thổ Hoa Kỳ, thì họ không ngần ngại gì, họ không cho bail ông này. Vì trong quá khứ thì ông được đối xử rất là dễ dãi. Ông bị tù 13 tháng nhưng mà cứ 6 ngày trong một tháng thì 6 ngày trong một tuần lễ thì ông được ở nhà, chỉ có một ngày cuối tuần mới vào tù ngồi mà thôi. Chúng ta chờ xem cái vụ tranh cãi nổi tiếng của ông Ramsey Houston sẽ như thế nào, và chúng ta thấy, để cho chúng ta thấy vấn đề công lý có thể nói có bảo vệ chính đáng cho tất cả những người công dân của Hoa Kỳ hay không. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, mà chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong thời gian. Vừa qua Cà Phê Sáng chúng tôi đã nói đến rất nhiều tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề gọi là cuộc khủng hoảng hạt nhân giữa hai quốc gia Tehran và Hoa Kỳ. Tất cả những sự việc mà mang đến một trong những cái vấn đề hiện nay, Tehran tuy nhiên là bà tư Iran đang càng ngày càng làm giàu, số uranium của họ đã được hạn chế bởi thỏa hiệp hạn chế hạt nhân của Hoa Kỳ và Iran, cũng giống với tất cả các nền thế giới. Và chúng ta thấy gần đây có một cái sự bất đồng ý kiến giữa hai quốc gia có thể đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề Iran, kính thưa quý vị, đó là Hoa Kỳ và Anh Quốc. Tất cả những sự kiện bất đồng về vấn đề thỏa thuận hạt nhân với Iran xuất phát từ Anh và Hoa Kỳ có mang một cái tầm ảnh hưởng như thế nào, và tất cả những tin tức liên quan ảnh hưởng đến những gì hiện nay đang phải thử thách và gặp phải với vấn đề Iran và vấn đề hạt nhân. Thưa quý vị, chúng tôi coi Mỹ là đồng minh thân cận nhất, và liên minh này là nền tảng cho hòa bình thịnh vượng toàn cầu trong 75 năm qua. Nhưng bạn bè thì cũng có lúc bất đồng. Đó là những cái lời chia sẻ của Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt hôm nay đã nói trong một cuộc họp với các đồng nghiệp thuộc Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ. Kính thưa quý vị, tất cả những sự kiện đây là một trong những trường hợp hiếm hoi chúng tôi không đồng ý với Mỹ. Ông nói thêm, đề cập với quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi không phối hợp chặt chẽ với nhau để theo đuổi hòa bình. Cuộc họp của Ngoại trưởng tất cả các quốc gia của khối đồng đồng chung Âu Châu được tổ chức nhằm tìm giải pháp cho những căng thẳng giữa Washington và Iran, đồng thời thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 có tên là JCPOA. Thỏa thuận này đã được Iran ký với tất cả các cường quốc bao gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức và cộng đồng chung Âu Châu về tất cả những lo ngại rằng thỏa thuận có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Iran vẫn là một trong những và một năm nữa để từ bỏ việc phát triển bom hạt nhân, nhưng tuy cả một vài cánh cửa đã bị đóng lại, một cửa sổ nhỏ để giữ thỏa thuận hạt nhân nhưng vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, ông Hurst đã nói. Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA hồi năm ngoái và gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, thì đáp lại, Iran đã liên tiếp rút khỏi một số cam kết thỏa thuận, trong đó có việc tăng nồng độ làm giàu uranium và tích trữ lượng nguyên liệu hạt nhân này vượt mức quy định theo thỏa thuận. Ngay trước thềm cuộc họp giữa ông Hurst và các ngoại trưởng EU, Tehran đã cảnh cáo rằng nếu các nước châu Âu không thực hiện đúng các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân, Iran sẽ quay trở lại với thời kỳ trước khi có JCPOA. Và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Iran, trong khi các nước châu Âu kêu gọi Washington và Tehran đàm phán để cứu lấy một thỏa thuận mà họ đã cho là tốt nhất vào thời điểm này. Tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề có thể nói rằng là chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu trong tay Iran có một số lượng uranium đủ căn bản để làm nên những trái bom nguyên tử, và đó là một vài cái bất đồng mà hôm nay thì tất cả các giới báo chí đã đưa ra sự bất đồng về thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là vấn đề rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Tổng thống Donald Trump trong thời gian vừa qua, thưa Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, và qua thì chính phủ của các công ty Trung Quốc cũng hăm dọa là sẽ cắt đứt các mối quan hệ về kinh doanh với lại các công ty Hoa Kỳ, những cái công ty mà sẽ bán vũ khí cho Đài Loan.
Đó là những cái thông tin mà Ryder đã dẫn và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 15 tháng 7 vừa qua cho biết. Kính thưa quý vị, lại nhiên chúng ta nói đến rất nhiều về vấn đề Huawei. Hôm nay công ty Huawei là một trong những công ty điện thoại đã loan báo chính thức rằng họ sẽ cắt giảm vấn đề công nhân hiện nay đang làm việc cho công ty họ tại Hoa Kỳ. Con số này là lên đến hàng ngàn người. Đây là một trong những sự kiện có thể nói đánh vào một trong những cái yếu điểm mà Tổng thống Donald Trump không bao giờ muốn xảy đến. Đó là vấn đề nạn tỷ số thất nghiệp gia tăng chứ không phải là thấp xuống. Và công ty Huawei họ đã biết điều đó, bởi thế họ đã làm một cái sự kiện là với tất cả những sự kiện gần đây mà Hoa Kỳ đối xử với công ty của họ, thì họ cho rằng đó là một trong những sự kiện dẫn đến vấn đề cắt giảm, và họ cắt giảm một cái cửa hàng cũng giống như một công ty sản xuất Huawei tại Hoa Kỳ, và cái con số những người này làm việc lên tới hàng ngàn người. Và đây cũng là một trong những sự kiện liên quan đến vấn đề mà người ta gọi là cuộc chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hôm nay, kính thưa quý vị, là hôm nay là ngày 15 hay là ngày 16 này? 15 tháng. Ngày 15, ngày mai chúng ta có một ngày ghi nhớ đáng quan trọng, kính thưa quý vị, đó là người ngày 16 tháng 7. Vào ngày này đúng 50 năm về trước, kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, tất cả những người ở khắp nơi trên hành tinh này đều theo dõi một sự kiện quan trọng, đó là cơ quan NASA, có gọi là cơ quan không gian Hoa Kỳ, chuẩn bị để phóng một phi thuyền mang tên là Apollo 11 với tất cả những phi hành gia, đặc biệt là phi hành gia Neil Armstrong. Và tất cả những người này bắt đầu khởi sự cho một cuộc đổ bộ mà người ta gọi là cuộc đổ bộ nhất trong lịch sử. Hình ảnh mà quý vị thấy đó là bà Lauren Morgan, người điều khiển khởi động đầu tiên nữ cho chương trình của cô, chương trình gọi là chương trình NASA. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói rằng là tất cả những sự kiện hồi hộp lo âu tại Cape Canaveral để cho một trong những cái vấn đề trọng đại nhất thế giới, đó là Apollo 11 chuẩn bị hạ xuống mặt trăng. Vào thời điểm đó thì tất cả các quân nhân Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam tham dự tại chiến trình Việt Nam, hình như họ tạm quên đi tất cả những gọi là khói súng, tất cả những tiếng súng, để nhìn vào màn ảnh truyền hình lúc đó còn vấn đề gọi là truyền hình đen trắng, để theo dõi cuộc đổ bộ trong chưa khó trong lịch sử và nhân loại chúng ta khi một con người đáp xuống mặt trăng. Tất cả những sự kiện đó có thể nói đây là một trong những điều mà người ta cho là vấn đề then chốt. Trong khi bắt đầu đồng hồ đếm ngược lại của cơ quan NASA thì đánh dấu vào buổi ra mắt đó, lúc đó là 9 giờ 32 sáng. Bà Morgan đã theo dõi thiết bị do mặt đất, mọi thứ từ máy dò lửa, SET và tất cả các dữ liệu máy tính. Khi bức ảnh phóng bắn chính thức sau đó được chụp và cho thấy một khởi sự mới. Tất cả các phi hành gia gồm có Neil Armstrong, Aldrin và Michael Collins trên đường đi với một trung độ bộ bay cành càng đã hoàn thành và ít nhất cho Apollo 11. Đây là một trong những trường hợp mà chúng ta thấy đây là người đầu tiên, cũng bên cạnh đó thì chúng ta thấy Morgan là trở thành một cái ngữ nhiều điều hành cấp cao đầu tiên nữ được phóng đi từ cơ quan của mũi Kennedy, và hiện nay thì cô đã nghỉ hưu từ vào năm 2013 đến bây giờ. Nhưng tất cả những sự kiện đây đã cho thấy rằng đây là một trong những bước mới của một cuộc hành trình gay go nhất mà Hoa Kỳ đã đưa ra trong vấn đề gọi là đáp xuống mặt trăng. Như quý vị đã biết rằng là nếu muốn để cho chiếc phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng vào thời điểm đó thì Xuân Quỳnh biết rằng là phải mất bao nhiêu người để đưa Apollo 11 xuống được mặt trăng hay không? Đó là phải mất ít nhất là 400.000 người. 400.000 người. Lực lượng lao động lúc đó đồng thời trải dài khắp Hoa Kỳ và bao gồm tất cả kỹ sư, nhà khoa học, thợ máy, kỹ thuật, viên phi công và nhiều người khác làm việc không mệt mỏi trong một cái hậu trường để đạt được những bước chân đầu tiên gọi là đổ bộ lên tới mặt trăng. Một số người trong họ có thể tham gia vào các lễ hội tuần này để đánh dấu kỷ niệm 50 năm một trong những sự kiện lịch sử. Ngày 16 tháng 7 năm 1969 là lần đầu tiên tất cả với tư cách ra mắt những người đã có công đóng góp cho một gọi là một cái thời điểm quan trọng của Hoa Kỳ, vấn đề Apollo 11. Đây là một trong những sự kiện mà người ta cho rằng không có một quốc gia nào có thể so sánh được với Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Tất cả những đối thủ của Hoa Kỳ bao gồm tất cả những quốc gia như là Cộng hòa Liên bang Xô Viết và cũng giống như tất cả những quốc gia có những hy vọng là có thể có người lên mặt trăng trong lúc chiếc hỏa tiễn
nhưng mà Xuân Kinh biết rằng cái chiếc mà Apollo mặt trăng lên bay lên xuống thì họ mới phóng một cái hỏa tiễn xuống, và trong đó có hai phi hành gia Neil Armstrong và Aldrin đáp xuống mặt trăng. Và cái chiếc phi thuyền đáp xuống mặt trăng thì chờ lâu đã, sau đó ông Neil Armstrong mới bước ra và bắt đầu đi bộ cầm cái lá cờ trên Hoa Kỳ. Trong lúc đó thì phi thuyền Apollo vẫn bay trên quỹ đạo của mặt trăng để chờ cái chiếc phi thuyền phóng về một lần nữa với chiếc phi thuyền mẹ. Đây là một trong những sự kiện có thể nói là một thành quả khoa học tuyệt vời của nhân loại, và Hoa Kỳ xứng đáng. Đến bây giờ thì hình như ông Neil Armstrong cũng đã ra đi rồi, không còn người nào sống sót nữa. Đây là một trong những thành tích, và có thể nói rằng cả nhân loại đứng vào ngày hôm nay họ kỷ niệm một ngày gọi là 50 năm ngày phi hành, ngày Apollo 11 đáp xuống mặt trăng. Thưa Xuân Quỳnh, tất cả những sự kiện liên quan mới đến bây giờ thì còn những cái gì mà Xuân Quỳnh muốn trình bày hôm nay, thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, là hôm nay thì bà Carrie Lam, lãnh đạo Hồng Kông, cũng đã gọi những cái người biểu tình đụng độ với cảnh sát vào cuối tuần qua đó là những kẻ bạo loạn, và bà lên tiếng ủng hộ cảnh sát truy tìm ra hung thủ gây ra những cái cuộc bạo loạn này. Lẽ dĩ nhiên thì Hồng Kông nói đến tất cả những ảnh hưởng của những cuộc biểu tình của những người trẻ, của những người dân Hồng Kông về vấn đề họ không muốn xảy ra một cái dự luật để có thể nói là gửi đi tất cả những cái người phạm tội ở Hồng Kông đến xét xử tại Đại Lục. Tuy nhiên tất cả cái cuộc gọi là biểu tình vừa qua cũng có một vài sự kiện liên quan đến vấn đề bạo động. Liệu chính quyền của Trung Quốc và chính quyền của Hồng Kông sẽ đối xử phải làm như thế nào đối với vấn đề bạo động? Nhưng khi chúng ta nhìn lại, thế tại sao lại có những người tranh đấu bất chấp tất cả những cái gọi là cái gian khổ khó khăn của họ về vấn đề pháp lý, và đôi lúc có thể bước qua cái lằn ranh bạo động? Vì đó là một cái tiếng nói, và nếu không có những hành động như vậy thì làm sao có được ngày hôm nay Hồng Kông có thể nói chấp nhận những cái lời đề nghị của những người biểu tình. Nếu chúng ta nhìn kỹ tất cả những cuộc bạo động của những người Palestine, chúng ta lên án vào thời điểm đó, nhưng nếu không có những cuộc bạo động của họ thì ngày nay khó có được một tập thể Palestine được thế giới công nhận. Thưa Xuân Quỳnh, quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay, một trong những sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là vấn đề những người tị nạn của chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ. Có nhiều người đã gặp những cái sự gọi là bảo trợ rất tốt của những gia đình người bản xứ ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại tiểu bang Utah. Hôm nay một trong những sự kiện lịch sử đã diễn ra vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Xin kính theo dõi sự kiện này muốn gửi đến như thế nào? Thưa quý vị, một gia đình người Việt đã gặp lại ân nhân của mình sau gần 40 năm. Ông Dave Hansen, một cựu chiến binh chiến tranh tại Việt Nam, đã giúp đỡ một gia đình người Việt tị nạn vào những năm 1980 và tại Utah. Tuy nhiên thì sau đó cả hai gia đình này mất liên lạc với nhau. Sau 40 năm thì ông và gia đình này đã có dịp gặp lại nhau tại California vào thứ Sáu 12 tây tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau gần 40 năm. Tôi lúc nào cũng tự hỏi không biết bà Châu, ông Hà và gia đình ra sao rồi. Đó là những lời chia sẻ của ông Hansen đã nói với đài Fox. Kính thưa quý vị, là dĩ nhiên tất cả nhiều gia đình đến đây đã được gặp mọi một cái sự gọi là đối xử rất là tuyệt vời của những người bản xứ. Họ đã hy sinh tất cả để hướng dẫn gia đình của những người tị nạn chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Và nhưng theo dòng thời gian thì tất cả những cái nào hợp rồi tan, tan rồi hợp. Nhiều người ở tại những cái gia đình đó một thời gian rồi ra đi, ngay cả những trẻ gọi là unaccompanied minor, tất nhiên là những trẻ dưới vị thành niên. Và ngày hôm nay hình như cái sự gắn bó đã được tái lập với nhau. Nhiều người có những công ăn việc làm, có một cái đời sống gia đình tốt, cũng như là đem gia đình đến đoàn tụ. Họ đã tìm gặp những người ân nhân của mình. Và tất cả những sự kiện này đã diễn ra nói lên cái tình gọi là thân hữu của những người Việt định cư với tất cả những người láng giềng bản xứ của chúng ta. Đây là một cái ơn mà chúng ta không bao giờ quên được đối với những người vừa khập khiễng đến định cư vào những cái thập niên 70, 80, thưa Xuân Kinh. Có thể nói đến bây giờ thì những người tị nạn đến Hoa Kỳ có thể nói khác hẳn với những người chân ướt chân ráo đầu tiên đến Mỹ vào những cái thập niên 70, 80. Hồi đó tôi còn ở Boston, một lần nghe tin một người nào Việt từ đảo đến, nửa đêm gió lạnh mưa tuyết gì cũng ra phi trường đón họ, và xem như là một cái cộng đồng mới, một những người thân hữu mới chúng ta đến lập nghiệp ở đây. Và cái tình thân hữu giúp đỡ nhau sống, có thể nói rằng và điều kiện lúc làm việc lúc đó rất là khó khăn, chỉ có 4 đồng mấy, 3 đồng mấy mà người ta chăm sóc đi làm đàng hoàng, chứ không phải như bây giờ đi định cư qua với một cái túi đầy tiền, một cái sách đầy đô la, rồi tất cả những sự kiện có thể nói khác hẳn những gì mà ngày hôm trước chúng tôi có. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn đến là cái sự giúp đỡ của những cái gia đình mà gặp những người dân bản xứ.